Xin chào quý vị và các bạn. Đêm nay và ngày mai không khí lạnh liên tục tràn xuống. Thêm vào đó là vùng hội tụ gió hoạt động mạnh nên mưa rét ở khu vực Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì. Vùng núi thì có nơi còn có mưa vừa và mưa to. Trời rét sâu hơn, trời rét đậm có nơi là rét hại. Đợt mưa rét này còn kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra với các tỉnh vùng núi trong cơn rông như là mưa đá, tố lốc và cả gió giật mạnh ở khu vực từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế thì cũng có mưa trên diện rộng tuy nhiên chủ yếu sẽ là mưa nhỏ phía bắc của khu vực thì trời rét có nơi sẽ là rét đậm Khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận thì có mưa trên diện hẹp, ngày nắng, nhìn chung thời tiết ít thay đổi. Còn khu vực Nam Bộ, đêm nay và ngày mai thì thời tiết sẽ chuyển nhiều mây và có mưa. Tuy nhiên những cơn mưa này hầu hết là mưa nhỏ và xảy ra trong thời gian ngắn. Mưa tập trung ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Một vài nơi thuộc khu vực ven biển phía Đông thì có thể có mưa vừa về chiều tối, đêm và sáng. Ban ngày thì sẽ có nắng gián đoạn, cường độ nắng thì không mạnh nên trời khá mát mẻ và dễ chịu. Tại Tây Nguyên thì thời tiết khá ổn định với tiết trời là ít mưa, ban đêm thì có nơi trời rét, ban ngày thì mát mẻ nên thuận lợi cho du lịch. Thưa quý vị, tuy không có tiết trời rét như Đà Lạt hiện nay, nhưng măng đen thuộc huyện Con Plong, tỉnh Con Tum cũng được xem như là một Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên ngay khi đặt chân đến mèo mang đen, du khách ắt hẳn sẽ rất ngỡ ngàng trước cảnh vật hùng vĩ nơi đây và còn thú vị hơn khi được tận mắt chiêm ngưỡng những rừng cây ngút ngàn, những đá núi cao vực thẳm hay là những khe suối chảy róc rách và những mặt hồ trong xanh. Và khi lên đến đỉnh đèo thì du khách ắt hẳn sẽ cảm thấy ngất ngây trước vẻ đẹp toàn cảnh của một vùng non nước xanh biếc dưới những tầng mây bao phủ quấn quýt quanh đèo và hình hiện đâu đó là những ngôi nhà sàn nếp mình bên sườn núi tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nhưng không kém phần yên bình. Thời tiết du lịch trong đất liền và hải đảo được dự báo tiếp sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, tại khu vực các tỉnh Tây Bắc thì nhiều mây, có mưa, có nơi là mưa vừa, mưa to và rông. Trong cơn rông thì cần phải đề phòng với lốc xoáy, mưa đá và gió rất mạnh. Trời rét đậm, vùng núi cao là rét hại. Cụ thể tại Điện Biên thì có mưa mưa vừa đến mưa to và nhiệt độ ở mức là từ 15 cho đến 17 độ. Sapa thì có mưa vừa và nhiệt độ chỉ ở trong khoảng là từ 7 cho đến 9 độ. Còn tại thành phố Tam Đảo thì có mưa và nhiệt độ là từ 8 cho đến 10 độ. Kiểu thời tiết mưa rét này sẽ kéo dài nên không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời du lịch. Tiếp theo tại khu vực Đông Bắc thì nhiều mây, có mưa, vùng núi thì có nơi còn có mưa vừa, mưa to và rông. Trong cơn rông thì đề phòng có lốc xoáy, mưa đá và gió rất mạnh. Trời rét đậm vùng núi rét hại với nền nhiệt trong ngày hầu như đều ở dưới mức là 17 độ. Sóng gió cũng mạnh nên không thuận lợi cho du lịch biển đảo. Tại khu vực miền Trung, Bắc của đèo Hải Vân, trời nhiều mây có mưa, có nơi là mưa vừa và rông, trời rét. Khu vực Sầm Sơn, Phong Nha Kẻ Bàng thì có nơi rét đậm với nhiệt độ trong ngày cũng không vượt quá mức là 19 độ. Riêng tại Huế thì trời cũng có mưa nhưng tiết trời ấm áp hơn với nhiệt độ cũng chỉ ở trong khoảng là từ 19 cho tới 22 độ. Khu vực miền Trung Nam đèo Hải Vân trong 24 giờ tới thì trời cũng nhiều mây, có mưa nhưng chủ yếu là mưa nhỏ không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động du lịch. Tuy nhiên thì trời khá lạnh với nhiệt độ trong ngày là từ 21 cho đến 26 độ. Riêng tại Bà Nà thì trời rét, khuyên mà nhiệt độ trong ngày thì cũng chỉ dao động trong khoảng là 16 đến cho đến mức là 21 độ nên du khách cũng nên lưu ý đến việc giữ ấm cho cơ thể trong quá trình tham quan hay là du lịch. Tại khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, thời tiết chỉ có mưa trên diện hẹp, ban ngày thì trời nắng với nhiệt độ trong ngày chỉ ở khoảng là từ 23 cho đến 31 độ. Sóng gió có xu hướng tăng dần lên nhưng vẫn còn khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch khám phá. Còn tại khu vực Tây Nguyên thì mây thay đổi, trời phổ biến là ít mưa và ngày có nắng, thời tiết thuận lợi cho du lịch. Tuy nhiên về đêm và sáng sớm thì trời khá lạnh với nhiệt độ hầu như là ở dưới 20 độ. Riêng tại Đà Lạt thì nhiệt độ còn có thể xuống mức là dưới 15 độ và trời rét. Khu vực Nam Bộ thời tiết cũng có mưa vài nơi tập trung ở các tỉnh miền Tây, ven biển thì có nơi là có mưa vừa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất trong ngày còn dao động trong mức là từ 31 cho đến 32 độ. Nhìn chung là thời tiết còn khá mát mẻ dễ chịu thuận lợi cho du lịch, tuy nhiên là do có mưa nhỏ nên sẽ ảnh hưởng chút ít đến các hoạt động diễn ra ngoài trời. Trong khi đó, thì trên vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau còn có mưa rào và rông. Trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc thổi sẽ là cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6. Biển động nên các hành trình du lịch đến với côn đảo chưa mấy thuận lợi. Còn tại vùng biển Cà Mau đến Kiên Giang thì gió yếu và thời tiết cũng thuận lợi cho các hành trình khám phá đảo Ngọc Phú Quốc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!